và hái dưa leo cho bọn ăn nhé. Nhé. Già kêu quá trời. Đủ dưa leo qua trồng này. Trái to chưa kìa. Xem quả nào vừa vừa cho bọn ăn. Dưa leo này. Hôm qua bon giật đúng không? Đây có quả hôm qua bon giật mất rồi nè. Rồi để con xem. Không, cỏ không rồi nè. Mấy cái dây này sập xuống hết rồi. Qua bon giật xuống đúng không? Ừ, phải bon giật không? Ừ. Đây, để ba xem nào. Này, cỏ quá trời luôn này. Đây, để ba chỉnh lại vườn rau này. Trời ơi, xem. Dưa leo có mấy quả to chưa kìa bon. Đây này, để cho con xem này. Ở dưa leo to chứ này. Trời ơi. Đây này. Hiếp, quả dưa leo to đùng. Ôi, quả dưa leo này. To chưa? Đấy. Thấy chưa? Này. Đấy, quả dưa leo này khủng khiếp chứ bọn. Này, đây này. Ôi, thôi cẩn thận này. Đây này, để đó đi, để ba dọn cho bọn này. Chưa ba hái vào cho bọn ăn nha. Bây giờ bọn ba dọn cho ba nhổ cỏ đây bẩn. Ừ, để ba sửa lại. À đây có quả dưa leo này. Ôi trời, quả này là vừa cho bọn ăn này. Để ba đi rửa cho bọn ăn nha. Nha. Rồi bọn ở đây chơi bọn đợi ba tí nha. Ba dọn cái vườn rau tí nha. Được không? Ừ. Nước khỏe chưa? Ừ, ngon quá. Đây, cái này là ban rồi ha. Cái này cho bon. Ngon rồi. Ê, cho bọn lên đây ăn. Lên đây nha. Ừ. Ui, cẩn thận này, ôm nhẹ nhàng này. Đấy, con ngồi đây con ăn nha. Ăn xong rồi con ngồi đây cho con chơi. Để ba làm chỗ kia một tí nha. Được không? Ha. Để ba dọn lại cái vườn dưa để mấy hôm có nhiều dưa cho con ăn này. Ừ, ngồi đây chơi nha.
Con ơi. Ăn ở đâu rồi ta? Ba bảo đã đi đâu chơi rồi nhỉ? Con ơi. Đâu rồi con? Để đâu đây ra đây chơi rồi. Con ơi. Chắc lại vào chuồng chó chơi rồi. Con ơi. Con. Vô đây chơi với chó rồi à? Hả? Trời ơi. Ba kêu ngoài kia chơi mà. Ừ. Nó tới đây bảo chủ chạy kìa. Trời ơi. Đi theo vậy hả? Vô đây chơi với chó con thế hả? Trời ơi. Dễ thương quá nè. Em trắng đâu rồi ba coi nào. Úi. Mở mắt rồi này. Con nhỉ? Đây đây con xuống đây, con xuống đây con. Em mở mắt rồi này. Đấy con, đây thấy không? Thấy em mở mắt rồi không? Nè. Ồ ồ ồ ồ, đây 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 đây. Ồ, đợi ba tí, ba ẩm tí. Ôi ôi, thôi thôi, đây đây, đây xuống với mẹ này. Trời ơi, để xem nào. Trời ơi. Mở mắt hết rồi này, bon này. Đấy. Đấy. Đấy, thấy không? Ừ, thấy không? Em này không, em mở mắt rồi đấy. Em bên này xem có mở mắt chưa này. Đấy. Xem nào. Ôi, ra đây con. Ừ. Đây này con, thấy không? Đấy. Ừ, thấy không? Đấy. Em này hình như là mở mắt rồi nhưng mà hình như là hơi nhỏ. À, em này xin sau em bên kia nhỉ. Để bác xem. Ôi trời ơi. Đâu. Ây da. Còn em này ra xem nào. Trời ơi, em này đang ngủ không mở mắt luôn. Không thể mở mắt luôn này con. Trời ơi. Này, thấy em không? Này, bon này. Đấy, thấy em dễ thương không? Đấy, em Batman đẹp không? Trời ơi, con mắt đẹp chưa? À, chưa mở mắt này. Ui. Ừ. Ừ, ngoan, ngoan con. Đấy, thấy không? Đấy, bon. Đấy, bon thích em không? Ừ. Ừ. Trời ơi, em nào mở mắt hết trơn rồi này. Ừ. Ừ. Này thấy không? Em gì đúng không? Ừ. Ôi trời ơi trời. Trời em kiếm sữa kìa. Dễ thương quá trời trời. Ừ. Em này mở mắt gần hết rồi nè. Đấy, chuẩn bị mấy bữa nữa là mấy em bò ra ngoài chơi đi chơi với Bon được đó. Hả? Chị ông bữa sau dẫn em đi chơi nha con. Nha. Đây. Đây để ba cho em về chuồng. Đấy, cha. Ừ, được không? Thôi đi, vô cho ba cho uống sữa nha, đi. Ai, để ba lấy sữa cho ba uống này. Thank you.
tối ba chiên cho con ăn nhé. À, chiên cho mẹ ăn nhé. Tối con ăn một miếng nhé. Thôi bây giờ là con ngồi để con ăn trái cây đi. Đây. Đây. Con ăn cái nào? Ăn cái này nhé. Con này to này. Ngon không? Ngon không? Con ngồi đây con ăn nhá, để ba đi làm nhá. Được không? Hả? Trời ơi, coi cái bụng này, tròn vo. Mới uống sữa này. À, ăn hết cái đó đi rồi con tự bóc quýt con ăn này. Nha. Thôi để ba đi làm, con ngồi đây con ăn nhá.
con ấy làm gì mà im lặng thế ta? Con ơi, con, ủa, trời ơi, sao vậy con hả? Con ra đây con ngủ với cháu con vậy? Ừ. Ôi, đang ngủ ngon hả? Sao lại có bỏ xúc xích ở đây? Hả? Con lấy xúc xích ra cho con ăn à? Hả? Phải không? Ừ. Nè, xúc xích ra cho con ăn hả? Trời ơi, mấy đứa biết ăn xúc xích rồi hả? Trời ơi, giỏi quá vậy. Hả, à, bon giỏi quá vậy. Sao biết em biết ăn rồi? Hả? À. Trời ơi, đem xúc xích ra cho em ăn nữa, bon giỏi quá nè. Trời. Hả, à, bon ăn xúc xích không? Tối ba chiên cho bon một cây nha. Nha, được không? Hả? À. Được không? Hả? À. Chịu không? Trời ơi, giỏi quá nè. Ha. À, thôi, đi vô nè, đi vô bàn nè. Ba chiên xúc xích cho bon ăn nè. Nha, chịu không? Trái quá trời mà để cành xuống xê quá. Rồi bữa ra tỉa đi nó nhiều trái hơn cho bon ăn nha. Sơ đi, trái to quá trời này bon. Đây, cái quả này gần chín nè, ai đây? Đây có. Ừ. Ăn nữa, ngon không? Để xem có quả nào gần chín không? Ngon không? Ừ. Trời ơi. Đây có một quả gần chín nữa nè. Mấy quả chín chim ăn hết rồi. Ừ, con ăn đi. Ăn hết rồi ba đưa cho. Đây có nữa. Ừ. Ở đây nhiều ổ chim quá nên là chín hơi chín chín là chim ăn hết rồi. Đây có quả to chứ. Gần chín rồi. Đây con ăn. Ừ. Ngon nhỉ. Để ta tỉa mấy cái cành này. Ba mẹ đi chơi. Bao này. Cẩn thận nha con, là giống cái cây này. Thank you.
chó chơi hả? Ừ, đi đi nha, đi từ từ cẩn thận nha. Ừ. Ba làm trên này tí rồi ba xuống ba đón.
Trời con. Sao con lên đây? Hả? Tới đây nào. Trời ơi. Sao nãy con lên đây hả? Hồi nãy ở dưới chỗ chuồng chó đi đang đi chơi mà sao lại chạy lên đây? Đây này, ba có hái trái sơ ri cho con ăn này. Trời ơi. Đây, trái sơ ri chín này. Con không? Nãy xuống chuồng chó có việc gì à? Hả? Hay sao mà chạy lên đây sớm thế? Ừ. Mấy em chó hơi không chơi chung à? Nè, ba xuống xem nào. Xem mấy con chó sao nhá. Không mấy con chó không chơi chung với bon hả? Ủa đi. Xem là xem mấy em chó không chơi với bon nào. Xem mấy em chó không chơi với bon. Hả, mấy em chó đâu? Trời ơi, đang ngủ vậy hả? Đang con nằm vậy tụt té xuống làm sao? Đang nằm xích vô nào. Đây, nằm xích vô trong. Con nằm trùi, nằm ngửa vậy hả? Ủa rồi trắng đâu? Hả? 2, 4, 5, rồi một đứa đâu? Nó trắng nó rồi. Ừ? Nó trắng nó rồi. Rơi xuống rồi. Đâu có đâu. Nó trắng nó rồi nhỉ? Đây vẫn còn 5 đứa này. Đâu? Ủa chưa trắng đâu bon? Có xem nào có bò đâu đây không? Con ra đây. Hả? Trời ơi. Bò kiểu gì mà chạy ra đây được hay vậy? Hả? Hả? Anh bon dắt đi chơi hay sao vậy? Hả? Hay là ai? Trời ơi con mắt có ghen luôn nè. Trời ơi tội nghiệp chưa? Hả? Sao lại chạy ra đây? Ừ? Nãy con thấy em ngoài này hả? Ở trên nào để bay nè. Nãy con thấy em hả? Phải không? Nãy con thấy em rồi ba kêu con đi kêu ba hả? Sao con giỏi quá vậy? Trời ơi. Đây mới xem nè. Trời ơi, nè. Tội nghiệp em quá ha. Thôi để đưa ba đưa em về nè. Trời ơi. Thôi đi về nè, đưa ba đưa bộ này. Trời ơi, mấy đứa này. Chơi mà sao không không để ý trời. Về chuồng này. Trời mấy đứa ngủ ngon ghê mà một em rơi rồi đi chơi đó hả? Để em bò đi xa thế hả? Đây ra đó cũng xa lắm á. Ừ. Thôi nằm vào đây ngủ nha, tao nằm xếp vào này chứ để tí nữa là. Đây nằm xếp vào. Ôi trời ơi trời 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 trời. Chứ còn tí là mấy con rơi xuống là bò đi lung tung nữa này. Ừ. Rồi, ở trong này nhá. Để ba tìm mẹ về nhá. Để tìm cho mẹ về nào. Đen đâu rồi nhỉ? Đen ơi! Ừ. Đi ăn trái cây nha con. Đi. Đây có con mình là ăn trái cây nào. Con muốn ăn cái loại nào trước? Con muốn ăn loại nào? Hả? Con muốn ăn loại nào? Cái đó hả? Thôi cái đó để từ từ đi. Và lấy cái này cho con ăn nha. Thế cái này ngon lắm này. Đây là sữa chua ha. Ôi trời. Ê, ngon chưa? Ôi trời. Ngon không? Đấy, để ba trộn này cho con này. Đấy. Ngon không con? Hả? Ngon không? Trời ơi ngon chứ. Đây này. Ừ, rồi con ngồi xuống này. Con ăn từ thôi này, ăn từ. Ý, ngon không con? À, bon, ngon không? Ô, đổ. Ăn từ thế này. Ngon không?
con thụ dính mất, dính vào lông con mất rồi này. Đây đây. Đấy. Ngon không? Không muốn ăn nữa à? Đây. Rồi mất rồi. Rồi trụ no rồi đúng không con? Ăn gần hết hũ nè. Đây. Đây. Ăn nữa. Đây. Đây. Đây để bà thích ăn thạch hả? Đây. Chúng ta xem còn không? À đây. Đấy. No rồi đúng không? Trời ơi anh nhìn hết hũ rồi nè. Đây nè con, lại đây. Đây có miếng thạch nữa nè. Đây con thích ăn mỗi thạch này thôi. Ôi, không thích ăn sữa chua nữa. No rồi đúng không? Ăn gần hết cái hũ luôn nè. Con ăn nữa không? Không ăn nữa thì thôi, ba để đây nha. Để đây, trưa có thích ăn thì tự ăn nha. Đây. Rồi bây giờ con ăn trái cây không? Đây, ăn táo này con. Đây, ăn táo nha. Thôi con ngồi ăn nha, ba đi làm việc nha. Nha con. Nha, chịu không? Nha, con ngồi đây con ăn nha. Con ngồi con ăn nha. Ăn táo xong rồi có cà chua này. Ăn táo xong ăn cà chua nha. Nha. Được không? Hả? Vâng. Hả? Ngồi đây chơi nha con. Đây, để ba đi làm này. Ngoan.
sữa đâu rồi, chắc lại mang sữa đi đâu rồi. Đang dùng chó chơi à? Con ơi. Trời ơi. Ôi ôi, con làm gì ở đây ấy? Hả? Con mang sữa cho chó con uống hay sao hả? Hả? Em cho con có sữa mẹ mà. Trời ơi, nãy giờ em cho con uống được nhiều vậy hả? Hả? Sữa này của con mà. Trời ơi, lông chó không nè. Ừ? Sữa này phần của con mà. Mấy em chó có chó mẹ có sữa kìa. Thấy không? Đấy. Đấy, đói là mấy em uống sữa kia kìa. Cái này là phần của con á. Ừ? Thôi cái này cho con uống rồi thì không uống nữa nha. Nha. Để bà lấy sữa mới cho nha. Nha, chịu không? Được không? Ừ? Đấy. Để bà lấy sữa mới cho con nha. Nha. Bon. Ừ, chịu không? Hả? Đi. Đi đi, bà lấy sữa mới cho. Đấy con. Trời ơi, trong nhà của bà. Ôi. Đây. Bà lấy thuốc này bà uống. Cái này này là thuốc của ba. Đây. Bà đang mệt nè. Thấy không? Bà đang bị bệnh này. Bà lấy thuốc bà uống này. Đấy. Trời ơi. Cái này con đâu có ăn được. Đây con lên đây con ăn trái cây đi. Ừ. Con ăn cái gì? Con ăn táo nha. Nè. Ừ. Này, bà uống thuốc. Ừ. Ừ, ngon không con? Trời ơi. Sáng dậy ra ngủ trong đó một tí nữa hả? Dậy chi sớm rồi ha. Ừ. Này, trời ơi, đây bà để chuẩn bị trái cây cho con này. Đấy, khi nào cứ thích thì ra ăn nha. Ừ. Trời, con giỏi quá. Con ngồi đây con ăn nha. Để ba đi làm nha. Nha. Ừ. Đây. Trời ơi, ngon chưa? Ừ. Con ngồi đây con ăn nha. Con giỏi nè, để ba đi làm nha.
Ngon không con? Con coi nè, của anh trái cây xả lung tung hết luôn rồi, con là phải thuốc mình đâu ta? Con ơi, để mình thuốc ba đâu rồi? Cái bình thuốc của ba đâu có cho chó uống được con? Ừ? Con lấy thuốc của ba ra đây làm gì? Ừ? Thuốc là thuốc của ba mà, sao con lấy cho chó uống hả? Chó có bị gì đâu? Ừ? Trời ơi, con sách lấy thuốc của ba ra là để cho chó con uống á hả? Hả? Vâng. Tội nghiệp chưa? Mà chó con có bị gì đâu, chó mẹ chó con đang nằm chơi kìa, tung tăng này, có sao đâu. Ừ? Ừ? Nói chó mẹ bị bệnh hả? Nói con tưởng chó mẹ bị bệnh hả? Đâu phải đâu, chó mẹ khỏe mạnh này. Hả? Chó mẹ buồn ngủ á. Ừ, cho chó con uống nhiều buồn ngủ á. Cái này là thuốc của ba này, thấy không? Thế chó nâu là mấy nay là
con nhiều ha, chăm sóc cho con nhiều nên là hơi mệt thôi ha. Ôi ôi ngoan thôi, để tí ba nấu thêm cháo thịt cho ăn nha. Cái này là thuốc của ba, thuốc cảm của ba, nào đâu có uống được. Ừ? Không muốn lấy cho nào uống hả? Hả? Ôi ôi, cái thuốc này là của người mà. Ừ nha, thôi đem cất cái này cho ba. Đi đi vô nè. Ôi trời ơi. Ừ, nó không có bệnh nha. Ngoan. Ê.